Dạ em chào tất cả cô chú anh chị và các bạn ha. Hôm nay em có về cái lô mai mới. Lô mai này chung vườn với bữa hồi mùng 4 em quay với cô chú anh chị. Đế đẹp với mặt bông mà đẹp bao bao cô chú anh chị, là mặt bông là vừa thơm mà vừa đẹp luôn. Với đế cũng tương đối đẹp, hồi bữa mùng 4 em có quay, hôm nay em bứng về em giới thiệu cô chú anh chị nữa ha. Em chia ra làm 3 loại thôi cô chú anh chị. Loại 1 thì nó là 500.000 cây, loại 2 là 300.000, còn loại 3 nó là 180.000 cây. Rồi hình thức mình hỗ trợ cái sao anh Toàn? Ai mua hết lô thì có gì là em hỗ trợ bao ship của chú anh chị mình 150 km ha. Còn mua nửa lô hay là phân nửa cây em có hiện tại thì cái gì em hỗ trợ tiền xe mình chút đỉnh. Dạ, còn mua lẻ có giao lưu được không anh? Mua lẻ thì tùy của chú anh chị mình ở lại gần á. Cái đó cái gì mình alo sao ha. Rồi ok anh Toàn ơi. Rồi hiện tại thì mình đang ở Chợ Gạo Tiền Giang nha. Hôm nay quay trở lại vườn mai của anh Toàn. Hôm nay anh về được 3 lô mai khá đẹp anh em ơi. Em là đang tìm mai tàn giáo mà nuôi đó. Để tham khảo ba lô này của anh Toàn. Cái này lô số 1 đó anh Toàn. Lô số 1. Rồi, lô số 1 này khoảng bao nhiêu cây anh Toàn? Lô số 1 này khoảng có 60 cây. Rồi, 60 cây nha anh em. Toàn bộ đế đẹp hết anh. Đế đẹp, đế dày hết từ trước anh chị ơi. Rồi, đây, chiều cao mỗi cây nó khoảng bao nhiêu anh Toàn? Thấy nó dao động chắc cỡ 1m3, 1m5, 1m6. Rồi, còn tàn ngang anh. Tàn ngang em đo thử cây này hơi bự ha. Tàn ngang cái này khoảng 1m hơn. Có cây 7-80. Rồi, ngang tầm khoảng 7-8 tấc nha anh em. Cao khoảng 1,5 m trở lên, 1,5 m, 1,6 m nha. Rồi đây, chẳng hạn này anh làm đế hết nha. Đế đẹp không nha. Tròn trịa hết. Một thân một cốt. Rồi cái lô lớn cái hoành dao động khoảng bao nhiêu anh Toàn? Để anh coi thử cây này nó cũng nhỏ rồi nè. Rồi. Cái hoành nó 23. Rồi, 23 hoành nha anh em. Đồng đó cục đế nó coi nhiêu anh Toàn? Cái này chắc mình đo đế đặt chứ mình không có đo cái cũ được. Rồi. Đế bung đều hết nha. Cái cũ này là 60. Đây toàn bộ là này là 23 quành anh. Cái này nhỏ nhỏ nha nè. Còn lớn vậy nè, lớn này đâm đo thử cái này coi nhiêu anh Toàn. Cái đó đế nó bị ẩn ha. Dạ, chưa làm đế. Nó cũng lòi ra mình không dám làm nhiều nha cô chú anh chị. Đây là lòi đế ra nè. Rồi. Cái nơm. Cái này là 26. Rồi, 26 quành nha anh em. Đây dài cho anh em xem nè. Toàn bộ đế đẹp hết nha. Bung đều bốn mặt hết. 26 hoành. Nói chung cái cây ham chắc từ 20 trở lên không hả anh Toàn? Để đo thử cây nhỏ nhất, thấy cây này là nhỏ nhất trong đám đây nè. Nhỏ nhất trong đám này là cũng là 19. Rồi, 19 nha anh em. Mình tính nó từ 20 tới 25 đi. Rồi. 20 tới 23, 24 đi. Bây giờ cây bự thì mình không tính vô đó ha. Rồi, có nhiều cây trọ thì không tính vô luôn ha. Khoảng hai mấy hoành, 25, 26 bình thường vậy nè. Anh em coi đế nè. Toàn bộ đế đẹp hết nha. 36 8, 9 cánh nha nè, bông chùm. Số 1 nha nè, loại lớn nè. 500.000 một gốc hả anh Toàn? Đúng rồi, 500.000 một cây. Rồi anh em nào mà chốt hết lô sao anh? Chốt hết lô có gì mình bớt cho anh em chút đỉnh tiền lọc chứ bao ship cho anh em tới nhà luôn. Rồi, là khoảng bao nhiêu km anh Toàn? 150 km. Rồi, cái gì mua bán nói trước nha nè, 150 km nha. Anh em mà chốt hết lô này, 500.000 một cây nha. Còn anh em nào mua lẻ ha mà 5-7 cây, 1-2 cây đó, có thể liên hệ với anh Toàn đến vườn xem. Ở xa thì có thể liên hệ để mình anh ship cho anh em ơi. Rồi, đế đẹp không nha. Lô số 1 này cây to, lực không nha. Xương tàn đặc hừ luôn. Thích hợp cho anh em, vậy anh em nuôi lại nha. Rồi, cái lô 2 là lô này hả anh Toàn? Lô 2 là cái lô này đây cô chú anh chị. Rồi, quanh cho động khoảng bao nhiêu anh Toàn? Để đo thử một vài cây, cái mày lấy cái cây tầm trung ha. Dạ. Yeah. 21 rồi cô chú anh chị. Rồi 21 hoành. Cái này chung chung như nè, nó cũng tương đồng những cây kia đó. Anh đo thử mẫu cho anh em xem. Đấy coi, cây càng nhỏ nhỏ rồi nó nhiều hoành. Này nó là 18 hoành. Rồi 18 hoành nha. Đây. Mình lấy cái này từ là không hẳn là từ 15, 16 cho tới 20 đi. Rồi. Chắc cú mà dao động cỡ thấy 17, 18, 17, 18 là chín nó nhiều. Tầm khoảng bao nhiêu cây anh Toàn? Cái lô này có 130 cây. Rồi 130 cây nha nè. Anh tính từ 16 tới 20 ha anh. Có đế hết nha. Là những cây này anh làm đế hết trơn nè. Lấy, bông cũng rất là đẹp luôn chú chứ anh chị. Bông đẹp nha. Tròn nhìn thấy cưng quá anh em. Một cốt xương tàn đẹp không nha. Đây có nhiều cây trong đây thì đế nó chỗ hết. Bung đều hết nha anh em. Quay cho anh em xem nè. 130 cây. Rồi mình bán giá nhiêu vậy anh Toàn? 300.000 một cây.
300.000. Rồi ví dụ anh em nào đến rút khoảng 50 cây, 20 cây sao anh? Rút nếu mà lựa 50 cây trong vòng cái lô này thì mình thương lượng lại lại cái giá ha. Dạ. Yeah. Còn chốt hết là 300.000 ha anh. Chốt hết là 300.000. À lấy hết lô cái em hỗ trợ bao ship là 150 km, à lấy nửa lô cái gì em phụ trên xe cho mình. Rồi, chốt hết là anh bao ship 150 nha anh km nha. Tính từ 16 tới 20 hoành. Thấy to không vậy đâu? Nè. Cái này có thể hơn 20 nha. Có đế hết. Cái chiều cao cái lô số 2 này nó khoảng bao nhiêu anh Toàn? Từ 1m tới 1,5m đi. Rồi tính 1m cho lên vậy nè, mét tới mét rưỡi cho đồng trở lại. Rồi 130 cây. Anh em mua sỉ lẻ cho bán hết nha. Còn mua nhiều thì anh giảm thêm nữa anh em ơi, phê pháo cho anh em, vậy anh em nuôi. Rồi tiếp theo anh em ơi, cái này lô số 3 đây anh Toàn. Nhưng mà lô số 3. Rồi lô số 3 này nhiêu cây anh? Lô số 3 hiện tại em bứng về có 200 cây kìa. Mà em soạn ra được có khoảng 30 cây nhỏ nè. Nhưng mà em giao lưu với cô chú diện 180.000 cây. Rồi có 180.000 nha anh em. Cái hoành dao động khoảng nhiêu anh Toàn? Hoành dao động về từ 14, 15, mua dao động cho cỡ nằm cái dầm 14, 15 là nhiều. À 14, 15 trở lại ha anh? Đúng rồi. Rồi 14, 15 trở lại nha anh em, có 180.000 à. Rồi là bao nhiêu cây mình bán được anh Toàn? Cái gì cái này cô chú anh chị mình alo mình nói chuyện thì lô này hiện tại em có 30-30 cây gì à. Dạ. Yeah. Nhưng mà tổng vườn mình có khoảng 200-300 cây ha anh. Dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Rồi đây nè, đế gì đẹp thì không anh em. Có 180.000 thì còn. Hoành là từ 15 trở lại nha anh em. 15, 14, 13, nói chung 14 15 là nhiều ha anh Toàn. Đúng rồi, 14. Nè, đế vậy nè. 14 15 là nhiều. Chỗ này nè. Thì cao cũng tầm khoảng 1m tới 1m rưỡi trở lại ha anh. Đúng rồi. Tầm khoảng cỡ 1m tới 1m2, 1m3 đi. Rồi hiện tại đây thì còn anh bứng lên sẵn nè, có khoảng 30 cây nha. Rồi mua bao nhiêu cũng bán như nè, mua nhiều thì anh bớt lại anh chi phí đó, tiền vận chuyển có 180.000 à. Đây toàn bộ một cốt hết nha, bông đẹp hết nè, nãy em có quay cái cốt đầu tiên cho anh em xem mặt bông đó. Anh em chốt nhiều thì bao xếp, còn chốt số lượng nó chung chung đó thì anh hỗ trợ chút cà phê pháo nha nè. 180.000 loại 3. Có cái lô mai này khoảng 200 cây với 3 loại. Loại thứ nhất là hoành dao động từ 19 cho tới 20 á thì nó là 500.000 một cây. Là bao nhiêu cây anh? Có khoảng 60 cây à. Rồi 60 cây. Loại thứ nhất là 500.000 một cây. Và loại thứ hai là 300.000 một cây. Hoành em đo dao động từ là 15, 16 cho tới 20 đi. 300.000 cây em có khoảng 130 cây. Còn cái loại nhỏ em nó soạn ra được có khoảng 30 cây của chú anh chị em bán với giá là 180.000 cây. Cái loại đó có gì của chú anh chị mình alo thương lượng hay hoặc là đợi em đặt sau em về cái em quay lên em bán chung nó dễ, thì ít quá tiền xe nó không có hết tráo à. Dạ. Dạ của chú anh chị cái gì mình xem video ủng hộ em nè. Rồi ok anh Toàn ơi. Rồi anh em xem hợp nhãn lô nào có thể liên hệ với anh Toàn nha nè. Để mình chốt nha. Giá cả thì tùy theo loại cây anh em ơi. Loại nhất là 500.000, cây đẹp. To. Đế đẹp luôn nha. Còn loại 2 thì tầm trung, nó cũng như loại 1 thôi anh em ơi, mà cái hoành nó nhỏ hơn xíu nha. 300k. Còn cái loại cuối cùng anh em nó ít lúa đó thì em chốt cái loại thứ 3 nó cũng vậy luôn, cũng đế đẹp luôn nhưng hoành nhỏ hơn, từ 15 trở lại nha. Cái này anh em về được có 30 cây à. Anh em tranh thủ chốt sớm nha. Còn nữa anh em ơi, nhưng mà anh em mua nhiều có thể liên hệ cho đổi với anh bứng thêm cho anh em. Rồi chúc quý anh em có một buổi chiều thật vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Giao lưu thành công của anh Toàn. Chào tạm biệt quý anh em.